Ok, sự sẽ đến những đoạn này, dân sẽ phát cùng xa chết mình một cái video bởi bọc nhóm. Ok, chân ngay này dân là người đồng phí Possessives. Ok, everyone. Dạ, chân ngay khai dân tinh mà đón tin đón tin tới còn mai khai khai dân click, right? Thursday, ngay bỏ hóa, tin đọc mùi March, khai bình nia, and chân ngay bí 2021. Ok, chân ngay này dân dân bí Possessive and Whose, chân dân bí cao pra pra cam sân. Ok, chân cao đồng lạc lăng vành review. Chúng ta sẽ bắt đầu với subject pronoun. Subject pronoun mình được I, right? You, we, they, he, she, and it. Chúng ta sẽ biết được mình đây dạng ná. Khi dân anh ta mơ video môn môn rồi bắt nhóm, ok? Tùm rung, các bạn sẽ đại trên subject pronoun đó này. Cứ mình I, my, rồi bắt nhóm, right? You, your, rồi bắt nhé. We, our, they, their, he, his, she, her, and it, its. Alright? Good. Chẳng hạn đang chia bài điện mà điện hỏi thì vậy. Bạn ta anh đi, khi nào này đại viết chia cô là niệm và giao bị cầm một sách đại trên phía sau bài điểm protein. Chưa phát sinh bài dương trong mình giao bị cầm một sách đại dương phải cần sao niệm tại dương phải giảm mình. Chấm nói kết hạ cứ dương phải apostrophe s. Alright thì vậy. Chưa nông cao phải miền bay cơ buồn thông thông là khi dương cô tại chọn chạm tí mùi. Person bản niệm năng cứ chuyển niệm ai và chuyển nặng chỉ sinh chuyển lần nào cứ dương phải apostrophe s. Alright ưu thế họ. This is my friend's car. Ni cứ chỉ lán là robot mình gặp nhom. Chứ mình phải mình nè, right? Chứ như phải apostrophe s. It is my mother's name. Chứ mother chứ mẹ robot dưỡng chứ mình nè được cái gì? Chứ ni cứ chỉ mua robot mặc nhom. Cứ như phải apostrophe s, right? Vấn đề khi nông cạn này viết chỉ plural noun. Niệm phải hỗ trợ nào? Đại miền s. Cứ như phải tại apostrophe nên càng trọng tệ cái gì? Để sao dùng mình S hào ấy, chứng dương ảnh đại apostrophe S time thiệt tế. Khi dương đại tại apostrophe thiệt tế, tại bật nó. Ủa thì họ, these are my students' homework. Chứng tiếng này, cứ chia cái cặp tiết là bọc sơ, là bọc nhóm. Chứng sơ chia sơ chả là ảnh rãi mà thân nạng ở phây nè. Chứng dương mình S hào ấy, sơ chả là ảnh, chứng dương ra tại apostrophe tế. It's my parents' house. Chứng vì cứ chia tiết là bọc ở bộ mà lại khả nhóm. Chứng bộ mà lại khả nhóm bì nè, right parents. Chứng mình S sơ đạp hào ấy. Chân dưỡng ra tại apostrophe để khẳng trọng tỷ. Alright, khen dưỡng. Anh nắng tỷ bì, ok, dưỡng trọng trọng. Chân nói tỷ bầy. Cả nà, viết chia niêm phía hộ bà chân ảnh đài. Bà ta chỉ niêm đài prai prua để dưỡng bàn riêng hỏi. Chân anh mình S tế. Cứ dưỡng pra apostrophe S. Đôi thoa mà đà. Ôi đi họ, viết men bà ra mà nè. Right? Men bà ra chân ảnh nè. Bà ta viết anh mình S tế. Để sao viết chỉ niêm đài prai prua. Niêm đài prai prua nhằng mách. Khi dưỡng anh tầm mơ video chà these are men's clothes, right? Chẳng men dưỡng cứ dùng bằng apostrophe as thamada. Chẳng tiền đi cứ chia sẻ điều bảo bảo mà đủ bảo. Ok, cái này nhé. Good. Chẳng bay nâng cứ dùng tay chạm vào bạn chứ bạn. Thế thôi chỉ muốn sầm nổ. Whose rồi có whose. Chẳng đối cái này những án các bạn chỉ sầm này được nghĩa bằng đang sầm sầy khóc cái này. Whose đã mean apostrophe as này đối với thoa ban điền chẳng cứ chỉ biết cắt bảo who is. Bên đây ta nổ nà mà nè. Ta chiên nổ nà, ok? Cho nên bây giờ dân xua sầm nô chẳng nâng ta nổ nà cứ dân bảo who is rồi có whose. Ủa thì họ, who is that kid? Ta không biết nó chiên nè nà. He is Mike, ở quá trình mùa Mike. Bảo whose cứ dân bảo ông bí cảm mật sật. Right? Bảo xua rõ cảm mật sật. Possessive. Chẳng whose is that kid? Ta không biết nó chia. Ở ta con nó rồi có không biết nó chia. Không biết nè nà rồi có con nè nà, ok? Con đọc bọn này nè, chẳng who is and whose, cứ mình đang khóc kìa lại cái gì? He is my sisters. Chẳng quá chỉ con đọc bọn, bọn sẽ khó nhóm. Ok, chẳng biết mình chạm đi cảm ơn sự. Alright everyone, ngồi chất sự không đăng ký này dân dô mê điện nâng. Alright, chẳng chúc nha, khóng video cái tiệm.